Cận cảnh video cá voi xám học cách tiếp cận thuyền chở du khách để nhờ con người bắt đám giận gây ngứa ngáy trên da. Trong video, cá voi bơi gần mạn thuyền và cố gắng nổi trên mặt nước, xong có một chàng trai dùng tay bắt những con giận trên đầu nó. Giận cá voi là sinh vật màu nhợt giống cua bò trên đầu cá voi và ăn tảo bám trên cơ thể chúng hoặc ăn da chết và mô hoại tử quanh vết thương, khiến cá voi ngứa ngáy. Giống như nhiều loài cá voi lớn di chuyển tương đối chậm, bao gồm cá voi lưng gù và cá voi trơn, cá voi xám dài tới 15 mét đặc biệt dễ nhiễm ký sinh trùng. Chúng cũng có hà bám trên thân khi nhấm nháp động vật giáp xác ở đáy biển đầy bùn lầy. May thay chúng gặp con người sẽ tiến lại gần xin giúp đỡ. Bạn nghĩ sao về hành động này?